Với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh đó là con cá chép để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng mọi người xem video thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.